Tôi á thì nói chung thì là cái vụ ớt hôm đó thì nó bị nước nhận, cho thực tế là nói tôi quay thì tôi quay trên clip tôi đăng, tôi tìm những cái ớt bệnh để tôi quay cho bà con coi thôi, chứ còn thực tế nói cái ớt thì tôi nó không đánh đổi là nó phải bỏ như vậy tại nước ngập á, do Con thiên hiểu. Hôm rồi chú biết sao không? Khi mà nước ngập đó, con có ra một cái chương trình triển khai nội bộ thôi. Tức là thứ nhất là chú nào mà bơm ra được thì con tặng vi sinh tưới vô liền. Tức là tưới tưới bơm ra kịp là tưới vô liền là nó không có bị héo xanh hay là bị thối rễ. Vì của tôi đó có trường hợp này thì tôi mới bỏ, bởi vì của tôi á thực tế từ hồi nhỏ bắt đầu trồng cho tới nó lớn á, cái cử mà nó ngập mà bỏ luôn á là nó vậy nè, tôi mới bỏ nè. Nó ngập là lần đó là lần thứ sáu, năm lần trước tôi đều lấy vi sinh tôi dằn tôi ấy lại thì nó không có chết, nói chung không có chết một cây nào luôn, không héo luôn. Nhưng có cái lần sau này nè là cái lý do mà khi ruộng lúa làm xong rồi ta ta xới xong á, ta xả lũ vô á, rồi cái bờ mình cũng có ngập mà ngập cái nước mỗi nó vô nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai chơi cái đám mưa, cái bữa đó cái đám mưa ở đây đợi biết á, ông dập gì mà từ 4 giờ sáng ông dập cho tới 8 giờ luôn, bắt đầu là nước nó ngập lỉnh bỉnh nha, ngập là lúc cả ớt cho rồi, nó ngập ngang đầu gối cho rồi. Mà đi mua xăng thì nó đóng cửa nó hết xăng rồi, mua muốn làm chỗ không có, là cái ớt nó chịu dưới là một ngày một đêm mà bơm ra là tôi thấy cảm thấy cứu không được. Bây giờ đó giờ mình cũng đã từng trải về cái ớt rồi, mình thấy cứu được thôi mình buông luôn. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.